Vụ chị gái đi ô tô tự nhận là mình có mối thân quen với người làm to và chạm với thanh niên đi xe máy tại Hà Nội. Người trong cuộc chia sẻ về sự việc. Bây giờ em nguyên đi và em mà nói sai em chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi đây. Rồi. Là bây giờ lúc em ăn phở xong, em dắt xe ra đỗ sát lề đường. À. Em đang đứng đội mũ bảo hiểm. Rồi. Chưa tham gia giao thông, chưa lên xe. Chị này một phát vào em ngã ra đường. Chứ không phải là em đi sang đường em để mà bảo em. Rồi tiếp đi em. Em thì em không bị xây xát gì nhiều, em chỉ đau người thôi. Thì em có ra em vỗ vào xe chị, em bảo là chị đi đứng kiểu gì thế. Thế là bà xuống mà một tràng xong rồi bà em xong rồi cả xe em. Em thấy bà có biểu hiện không tỉnh táo, rất là sợ. Nên là em có bảo bà ấy là thôi chị đi đi, em không chấp chị nữa. Nhưng mà bà nhất quyết là phải gọi công an đến thì em gọi thôi. Khi gọi công an đến thì từ 11 giờ. Đứng xe này, chị quay luôn cả công an. Từ 11 giờ đến 12 rưỡi công an chỉ lấy lời khai của em, còn không hề giải quyết với chị ý, trong khi em yêu cầu công an giao thông đến tổ nồng độ cồn. Nhưng công an giao thông đến không thổi nồng độ cồn. Để hiện nha, không